Xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại thì em đang ở Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp này cả nhà ơi. Thì hôm nay thì ngày lễ tang của ca sĩ Phan Quang Long. Thì hôm nay em đến đây em để em chia sẻ những cái hình ảnh ngài đem cho cốt của ca sĩ Quang Long trở về. Em mời cả nhà cùng theo dõi clip của em nhé. Em ruột của ca sĩ Lưu Gia Bảo, quê ở bên em là ở Sóc Trăng, lên hồi 2 giờ kia. Em mấy người khách đó là em ruột của ca sĩ Lưu Gia Bảo đấy anh. Lưu Gia Bảo, Bảo thì là em kết nghĩa dân Phú Long. Vâng. Hôm nay là anh Bảo có tới không anh nhỉ? Không, Bảo đang ở Mỹ. À, anh Bảo Bảo đang, đang rồi ở Bảo Mỹ cũng làm cái lễ tang thì cái hậu ở Mỹ. Vâng. Bảo bay qua bên đó để làm cái lễ tang cho chỗ bác lắm. Anh Lưu Gia Bảo thì bên Mỹ và cũng đã tham gia và tổ chức cho cái tang lễ của anh Vân Quang Long ở bên đó rồi. Còn lại hôm nay đưa cho cốt về quê hương thì có các em của anh Lưu Gia Bảo. Được. Mấy anh em Và lên hồi 2 giờ kia. các anh lên từ 2 giờ khuya luôn. Anh Hưng chắc là tiếp các anh từ 2 giờ khuya qua Không, giờ. mấy anh em 2 giờ kia đi nhưng mà ghé đây là 5 giờ sáng. Ghé đây 5 giờ sáng. Ghé đây sáng rồi em tâm tình. Có hình như cho có anh Long là về lúc 9 giờ À, hồi tối tôi cũng có khách nữa, là tôi cũng không biết lúc đó thời điểm đó chính xác là mấy giờ. Cũng chia sẻ. Bây giờ hiện nay cho cốt đang ở Sa Đéc. Không biết về đây thì mấy giờ, thì cũng từ đây tới khoảng chắc là 10 giờ, có thể trước. Để trước 10 giờ. À, tức là đã đưa cho cốt về cho Sa Đéc rồi nhưng mà chưa đưa về đây. Đúng rồi. Viếng nhà. Và cho cốt của ca sĩ Long đang ở Sa Đéc. Hiện nay đang ở Sa Đéc. Sa Đéc và đưa về khu mộ và tổ chức tang lễ thì khoảng tầm từ 10 giờ 11 giờ. Có thể sớm hơn 10 giờ. Mấy bữa nay anh cũng tới để phụ hai bác ba của anh Long ha? Không, tôi thì nói chung việc ngoài thôi. Còn ở đây thì có cái đây thì khu mộ đây thì sắp xếp là chỗ thằng Lem. Lem là một đứa em kết nghĩa của Vân Quang Long, cũng vừa tiếp gia đình rồi coi săn sóc miếng vườn của ông Long, nó chỉ đạo chính ở đây, còn tôi là lo cái phía vòng ngoài, ngoài. Vòng ngoài. Bây giờ thì chắc là mọi công việc chuẩn bị của gia đình cũng đã xong rồi. Xong rồi. Kế hoạch bữa nay thì tí xíu thì cho cốt về thì xe cộ rồi cũng có bố trí những anh em sắp xếp xe giữ xe, rồi cũng công an địa phương cũng giữ trật tự, tại vì đang cái mùa Covid. Covid thì cũng phải kỹ lưỡng tí xíu để ảnh hưởng chung nó kẹt quá. Và tới hôm nay thì cũng có các cơ quan chức năng của địa phương sẽ giúp cho gia đình để đảm bảo về cái an ninh trật tự cũng như địa phương thì nói chung là đảng ủy rồi ủy ban rồi anh em công an thì nói chung là rất tình dân Long, thì lúc bạn còn sống thì cũng có mối quan hệ thân thiết, là anh em mến lắm, anh em gọi để là gọi trước báo cái ngày mà về đó, anh em bố trí lực lượng để hỗ trợ giữ trật tự chứ. Rồi, cảm ơn anh Hưng rất nhiều. Đây là quang cảnh là ngôi mộ của ca sĩ Phan Quang Long cả nhà. Đây. Đây thì hôm nay thì anh Hưng đến rất là sớm để lo chuyện làm lễ để chào đón cho cốt của Phan Quang Long về cả nhà. Đây là khung cảnh bên ngoài ngôi mộ cả nhà. Thì theo anh Hưng chia sẻ thì khoảng 10 giờ khoảng 10 giờ thì cho cốt của ca sĩ Phan Quang Long sẽ được đem về đây. Và khoảng 10 giờ đến 11 giờ thì làm lễ cả nhà. Thì hiện tại thì cũng có một số anh chị ca sĩ đến đây để dự tang lễ của ca sĩ Vân Quang Long. Mọi người đang ngồi ở trong đó cả nhà. Để em vào em quay ngôi mộ cho cả nhà xem nha. Mọi thứ thì đã chuẩn bị xong.
đây chữ cổng thì có để chữ miễn phúng điếu nha cả nhà. Trên bàn thì có những hộp khẩu trang tại đang trong mùa Covid đó cả nhà. Đây, cổng thì rất là đẹp. Để em vào trong quay ngôi mộ cho cả nhà xem nha. Đây là cũng có một cái bảng miệng cúng điếu nha cả nhà. Đây là mọi thứ đã chuẩn bị xong, ngôi mộ đã được trang trí những cái bó hoa rất là đẹp nha cả nhà. Là ở đây gia đình của anh Long thì không có nhận miễn phúng điếu, là không có nhận tiền bất cứ một ai hết. Nhưng mà nếu mà có đem nhang hay là những cái tiền vàng bạc đến đây á, thì gia đình ở đây là toàn bộ xung quanh ngôi mộ của ca sĩ Vông Văn Long cả nhà, rất là đẹp cả nhà. Đây. Bây giờ thì chỉ còn chờ đợi cho cốt của ca sĩ Vông Văn Long về và làm lễ, thì sẽ đưa cho cốt vào trong ngôi mộ cả nhà. Thì bây giờ thì cũng 7 giờ mấy rồi, thì còn khoảng vài tiếng nữa thôi thì cho cốt sẽ được chuyển về đây. Số lượng hoa ở đây được biết là khoảng mười mấy triệu, nhìn hoa rất là tươi thắm giống như những gì mà anh Long đã cống hiến suốt cuộc đời cho người thân và cho người giúp đỡ những người xung quanh. Những nhành hoa thực sự là rất là đẹp. Đây là cạnh ngôi mộ của Vông Văn Long, là hai ngôi mộ của ông bà nội cả nhà. Đây thì hiện tại thì có rất nhiều anh chị là đến sớm để dự tang lễ của ca sĩ Vông Văn Long cả nhà. Thì theo người nhà chia sẻ thì hài cho cốt của ca sĩ Vông Văn Long đã được giờ về và đang ở hiện tại thì đang ở Sa Đéc cả nhà. Đây là những bó hoa rất là đẹp cả nhà. Đây là hoa thiệt cả nhà ơi. Rất là đẹp luôn. Đây là khung cảnh đằng sau ngôi mộ nè cả nhà. Đây đằng sau thì em thấy thì cũng có một cái bàn và ghế luôn nha cả nhà. Cạnh bên thì vẫn là khu vườn nhãn. Đây là
khung cảnh của buổi sáng, mọi người đang đến sớm và chờ đợi cho cốt của ca sĩ Văn Long về nữa cả nhà. Đây. Hiện tại thì có các anh em thân thiết trong gia đình đã đến sớm và chờ đợi tới giờ để đem cho cốt của ca sĩ Văn Long về. Em cũng xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của em. Em xin chào cả nhà, cảm ơn cả nhà đã rất là nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà clip sau nha.